Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Bùi Bảo Hân. Năm nay mình đang học lớp 2. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về hoa sen và ý nghĩa của nó. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh mông trắng lại che nhị vàng. Nhị vàng mông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hơi tanh mùi bồn. Đó là những câu thơ vô cùng tinh tế khi miêu tả về loài hoa quốc dân của Việt Nam, hoa sen. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng Bảo Hân tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa này nhé. Hoa sen thường có hai loại là sen trắng và sen hồng. Từng cánh hoa dày, mềm mại, xếp chồng lên nhau, khoác lấy nhau, ngả ra để đài sen tỏa sáng. Đài sen tròn, vàng rực, trên mặt sần sùi những vết gai nhỏ nổi lên. Mà ẩn sâu bên trong đó, từng cái chấm đen là từng viên hạt sen ngọt ngào, thơm ngon. Hoa sen đẹp một nét mộc mạc, thanh tao như người nông dân chất phác, nhưng vẫn sáng bừng lên, tâm hồn cao đẹp, thủy chung với quê hương, đất nước. Chính vì thế, sen được coi là một biểu tượng cho nhân phẩm tốt đẹp, sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Mình vô cùng yêu loài hoa này vì cả vẻ đẹp và ý nghĩa của nó. Các bạn có thấy hoa sen xứng đáng là quốc hoa của Việt Nam không? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.